chào các bạn đang lắng nghe chương trình radio Nhận ra là hết khổ. Số thứ 7, quyển sách đáng đọc nhất chính là tâm của mình. Chương trình này được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media. Nhà văn Maxim Gorky đã từng nói: sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới. Cho nên, đọc sách giúp chúng ta tiếp nhận nhiều thông tin, kiến thức về đời sống, khoa học, văn học, xã hội, kinh tế, lịch sử, v.v. Thiền sư Ajahn cho rằng, quyển sách đáng đọc nhất chính là tâm của mình. Chúng ta nên hiểu như thế nào về lời giáo huấn của Ngài? Sách là phương tiện để truyền tải, lưu trữ và phổ biến kiến thức của loài người từ thuở sơ khai đến nay. Thế nên, người ta thường có khuynh hướng đọc nhiều sách vì nó mang lại nhiều lợi ích. Như, việc đọc sách không chỉ giúp bạn làm giàu kiến thức, mở rộng hiểu biết, mà còn làm tăng trí tuệ, cải thiện năng lực não bộ, giúp thư giãn, mang lại giấc ngủ ngon, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, giảm mắc bệnh Alzheimer, đặc biệt là kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng, sách là vật tồn tại bên ngoài, cung cấp những tri thức khách quan và bên ngoài con người. Nếu tri thức loài người chỉ được tìm kiếm trong sách, thì đó là tri thức không toàn diện. Ngược lại với sách, tâm là thứ tồn tại bên trong con người. Do đó, có thể nói, việc làm chủ tâm, hiểu biết tâm và kiểm soát được tâm là việc thiết yếu và có lợi ích nhiều hơn là chạy theo tri thức sách vở. Hơn nữa, con người tồn tại giữa cuộc đời tựa như giọt nước trong biển cả. Hiểu được bản tâm của mình thì sẽ thấu được tâm can của nhân loại. Do đó, câu nói này hàm ý khuyên ta chớ vọng tâm theo ngoại cảnh mà lãng quên việc thấu hiểu tâm mình. Thấu hiểu bản thân để tự giúp mình nhận diện phiền não, khổ đau. Đức Phật dạy, vạn pháp do tâm tạo. Cho nên, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính bản thân mình quyết định. Thế nhưng, khi gặp khổ đau, ta thường đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, chẳng chịu quan sát tâm mình. Giống như một người bị trúng mũi tên độc, người ấy không chịu rút mũi tên ra ngay, mà lo truy tìm hung thủ, chất liệu và hình dáng của mũi tên. Khi anh ta chưa kịp biết rõ nguồn gốc của mũi tên, thì anh ta đã chết vì trúng độc. Cũng như thế, khi ta bị ai đó nói xấu, làm tổn thương, ta không chịu tìm cách nhanh chóng thoát khỏi những thị phi ấy, không thấy tâm mình đang bị lửa sân hận dày vò thiêu đốt. Ngược lại, chỉ lo tìm kiếm danh tính, xuất xứ, tìm lỗi kẻ nói xấu mình. Khi chưa tìm hiểu hết nguyên nhân, thì tâm mình đã bị phiền não quấy rầy, bất an. Thế nên, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng, nếu là bậc chân tu, không tìm kiếm lỗi người, người quấy ta đừng quấy. Ta chê tự có lỗi, muốn phá tan phiền não, hãy trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân nghỉ. Chiến thắng bản thân mình là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng bản thân chính là chiến thắng với phiền não nổi lên trong tâm. Dùng vũ khí để đánh nhau với kẻ khác là chiến đấu bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo pháp. Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả, mà chiến đấu để chinh phục chính tâm mình, kiên trì chống lại mọi tình cảm xung đột của chính mình. Trong cuốn sách Đức Phật và Phật Pháp có câu chuyện rằng, sau khi Đức Phật phái các đệ tử mỗi người đi một ngã để truyền bá chánh pháp, Ngài cũng lên đường đến Ujjuvela, thôn U Lâu Tần Loa. Dọc đường, Ngài ngồi nghỉ ở một gốc cây trong một khu rừng nhỏ.
Lúc bấy giờ có 30 thanh niên nhà giàu đem vợ theo để vui chơi giải trí trong chính khu rừng này. Trong số 30 thanh niên, có một thanh niên chưa vợ đem theo một kỹ nữ. Trong khi họ đang vui đùa thì người kỹ nữ lẫn trốn với nhiều của cải và đồ trang sức của họ. Các thanh niên lùng bắt người kỹ nữ trong khu rừng, gặp Đức Phật và hỏi Ngài có thấy người phụ nữ trẻ qua đây không? Đức Phật ôn tồn hỏi: Hỡi các thanh niên, tìm người kỹ nữ tốt hay là tìm thấy bản thân mình tốt hơn? Họ đều trả lời là tìm thấy bản thân mình tốt hơn. Cho nên, nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc, thì ở nơi nào bạn cũng được an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai mở trong tâm, thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn đến cũng đều là chân lý. Chân lý có mặt ở khắp mọi nơi. Chẳng khác chi, một khi đã biết đọc chữ, thì ở đâu bạn cũng có thể đọc chữ được. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịu nằm bên trong bạn. Bạn hãy tự chiến đấu và chiến thắng sự khó chịu bên trong tâm mình. Hiểu tâm mình, hoàn thiện bản thân. Danh ngôn có câu: tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay, nhưng tỏ ra mình hơn chính mình ngày hôm qua mới là chân giá trị. Thật vậy, giá trị lớn nhất của con người là chính mình chứ không một ai khác. Mỗi người đều có những ưu khuyết điểm nhất định, vì vậy bạn đừng tự ti vào bản thân. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang đánh mất cơ hội để hoàn thiện chính mình. Thấu hiểu bản thân cũng có nghĩa là bạn cần nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của mình. Từ đó, bạn luôn đặt ra cho mình những mục tiêu để hướng tới, trung thực với bản thân, không che đậy điểm yếu của mình, mạnh dạn nhìn thẳng vào thực tại. Không đề cao cái tôi quá mức, biết lắng nghe lời góp ý, biết nhận lỗi khi làm sai, nhưng không quá bị chi phối bởi những lời bình phẩm. Sống tùy duyên, nhưng không buông lung phóng dật. Làm sao huấn luyện tâm? Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy: khi tâm ta có tham sân si hay không, ta rõ biết. Tâm tán loạn hay không tán loạn, hữu hạn hay vô thường, quảng đại hay không quảng đại, định hay không định, giải thoát hay bị trói buộc, ta đều rõ biết. Cuộc sống hiện đại với những áp lực từ công việc, gia đình và xã hội, nhất là trong thời đại tai ương dịch bệnh, làm cho ta cảm thấy căng thẳng, đảo điên. Vậy làm thế nào để kiểm soát tâm mình? Hãy bớt chỉ trích những người xung quanh và bình phẩm về họ. Điều đó chỉ làm tâm ta thêm rối ren. Hãy giải tỏa áp lực bằng việc học cách chấp nhận những gì đã xảy ra. Ai cũng có lúc sai lầm, nhưng sai một việc không có nghĩa bạn là người xấu xa, tồi tệ. Cho nên, đừng tự dính mắc với sai lầm của người khác. Ngược lại, làm tốt một việc không có nghĩa là hoàn hảo. Vì nhân vô thập toàn, bạn có thể hãnh diện và tự hào, nhưng đừng tự cao. Điều đó giúp bạn nhìn nhận rõ hơn về bản thân mình. Thay vì tìm lỗi, nói xấu người, hãy dành thời gian tô bồi phước lành, quay về chân tâm Phật tánh. Chỉ khi hiểu rõ tâm mình, bạn mới có thể sắp xếp những công việc phù hợp và hoàn thành nó một cách tốt nhất. Ứng xử, đối đãi với người có tình, có lý, chứ không vội vàng phán xét, chê bai hay trách móc. Vì vậy, hãy luôn lắng nghe tâm mình. Như vậy, chúng ta có thể đọc sách bên ngoài để tham khảo, nhưng điều quan trọng là phải quay lại, nhìn đọc chính bản thân mình. Như Socrates, nhà triết gia Hy Lạp cổ đại từng nói: hãy tự biết chính mình. Thiết nghĩ, nếu đọc chỉ cố để tỏ ra mình có kiến thức nhiều hơn người khác, là chạy theo cái bên ngoài
mà quên mất chính mình. Cái học đó không có ích lợi. Cho nên, Carl Jung, nhà tâm lý học Thụy Sĩ đã nói, tầm nhìn của bạn sẽ rõ hơn chỉ khi bạn biết nhìn vào trái tim bạn. Ai nhìn ra ngoài, ước mơ. Ai nhìn vào trong, tỉnh thức. Việc huấn luyện tâm không như rèn luyện thân thể. Muốn thân thể khỏe mạnh thì phải vận động, nhưng muốn tâm kiên định vững chãi, phải tĩnh lặng, phải luôn luôn quan sát chính mình trong khi làm bất kỳ việc gì. Chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 7, quyển sách đáng đọc nhất chính là tâm của mình. Đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình radio số tiếp theo, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media.